Tính đến 18 giờ ngày hôm nay ngày 29 tháng 11, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới đều có quốc tịch Việt Nam, nhập cảnh từ Nhật Bản và được cách ly ngay tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa. Đến thời điểm này, Việt Nam có 1.343 ca mắc COVID-19, hiện có 1.179 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và còn 164 bệnh nhân đang điều trị, đều là các trường hợp nhập cảnh. Cả nước vẫn còn 15.375 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly. Trong đó 178 người được cách ly tập trung tại bệnh viện, 14.319 người được cách ly tập trung tại cơ sở khác, 878 người được cách ly tại nhà nơi lưu trú.